mặc dù có kinh thương tôi, sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói ấy đã khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao trí thức con người. Việc đọc sách từ lâu đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm tri thức và hoàn thiện nhân cách của mỗi người. Từ lâu, thế hệ thanh thiếu niên thị trấn đã ý thức được nét đẹp của văn hóa đọc sách không chỉ giúp ta khám phá ra chân trời tri thức mà còn giúp ta rèn luyện nhân cách làm người. Vậy nên mỗi khi hoa phượng nở rộ đón mùa hè tới là chúng em lại tưng bừng háo hức đón mừng cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách hè của huyện Đông Anh. Năm 2022, cuộc thi mang chủ đề vô cùng ý nghĩa: tiếp bước trải làm tìm việc tốt. Em xin tự giới thiệu với đội mình, Đức Minh đô trưởng là em, yêu thích môn toán hăng say phong trào. Vui tính hay cười, học giỏi toàn diện điểm 10 cô khen. Chúng ta đại diện cho thanh thiếu niên thị trấn Đông Anh xin gửi tới toàn thể cuộc thi chương trình giới thiệu sách với tên gọi Bầu trời tri thức. Mỗi trang sách là cả một cung trời tri thức, là cả một thế giới kiến thức rộng lớn để thế hệ thanh thiếu niên chúng em được thỏa sức khám phá và sáng tạo nên những lâu đài trí tuệ cho riêng mình. Cùng nhau xây dựng Đông Anh phát triển phồn vinh. Số trang sách 41 trang, in trên khổ 19 x 26 cm.
sau lưng là gia đình, quê hương thân yêu, để tiến vào chiến trường, nơi mà danh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Các bạn biết không, trong những ngày cuộc chiến chống Mỹ ác liệt nhất, ngã ba Đồng Lộc đã trở thành mạch máu giao thông quan trọng nối liền giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đế quốc Mỹ biết được điều đó nên đã tìm mọi cách để cắt đứt con đường này. Từ thước đất của ngã ba Đồng Lộc đã bị cày xới đến biến dạng và trở thành những hồ bom loang lổ. Và cũng chính mảnh đất Đồng Lộc ấy đã trở thành nơi tụ đầu lịch sử giữa sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam với kẻ thù hung bạo là đế quốc Mỹ. Ở phần mở đầu, nội dung cuốn sách xoay quanh cuộc sống của 10 cô gái thanh niên xung phong với công việc thường trực tuyến đường ngã ba Đồng Lộc, sáng lập các hồ bom, thông đường nhanh nhất để các đoàn xe vận chuyển quân lương, nhu yếu phẩm ra tiền tuyến. Mưa bom, bão đạn, cộng thêm cái nắng như lửa đốt của mùa hè miền Trung không làm nản lòng các cô gái trẻ. Sau mỗi trận bom, các cô gái lại hối hả mang thuốc xẻ ra san lấp các hồ bom với khẩu hiệu máu có thể chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Trong ác liệt của đạn bom, giữa mong manh sự sống và cái chết, các cô gái trong tiểu đội bất bất lên sự lạc quan, yêu đời và tràn đầy lý thuyết cách mạng như trong bức thư gửi về cho mẹ của tiểu đội trưởng Võ Thị Tần. Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ. À, bà nên giặc bị thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con đâu mẹ ạ. À, thằng đi càng hung hăng thì càng nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất kiên cường này. Mẹ ơi, vượt qua khuôn khổ của một bức bi thư bình thường, mà nó còn là tiếng nói chung của cả một thế hệ thanh niên xung phong sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Phần cuối của cuốn sách, người đọc được tận mắt chứng kiến sự hy sinh anh dũng của tiểu đội người cô gái thanh niên xung phong. Đó là một ngày định mệnh, ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh đến khu vực địch vừa thả bom để sửa đường, kết hợp sửa hầm, thoát nước. Võ Thị Tần tập hợp 10 cô gái trẻ. Tập hợp các đồng chí, ta tập hợp tập hợp lực để các chiến xe của đoàn chiến thuật Việt Nam đặc biệt. Có không? Có. Các đồng chí khẩn trương có không? Có. Có không? Có. Các đồng chí nhanh chóng tập hợp không? Đã có không? Có. Nhận nhiệm vụ xong, các cô gái đến ngay hiện trường triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa làm vừa gọi nhau ý ơi, mồ hôi vã ra. Bầu trời như định sẽ tan ra, bầy phản một chữ ập tới. Trên bầu trời sẽ căng ngắt, nhìn thấy những đám khói ấy, mọi người đều thấy ngay được đường bay quyền quyền trổ rằng. Các chị nhảy ngay xuống những chiếc hầm vốn đang lờn trở. Trong khoảnh khắc, chị còn nghe được thấy tiếng máy bay giặc gào thét trên đầu. Những sáng pháo sắp sẵn sàng, máy bay đến bay tới, liên tiếp từng chùm bom thả xuống. Một chùm bom, rồi lại một chùm bom. Một quả bom đen chùi chũi lao thẳng vào nơi Tần và đồng đội đang ngồi. Trong những chiếc hầm đang làm dở chiều nay, bụi khói và vùng đất đỏ bùng lên. Các chị đều không ngờ và không kịp nhìn lên mà tránh đất đá rơi trên đầu. Bầu trời tối sầm. Lúc ấy là 16 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7 năm 1968. Cùng lúc ấy, Nguyễn Thế Linh, đại đội trưởng C552 đứng trên đài quan sát, thấy bom rơi trúng nơi ao bùn đang làm. Anh lặng người, dù bất chấp máy bay địch còn quanh quẩn trên đầu, chạy thật nhanh xuống đường 15. Khói bom đã bớt nhưng anh không còn nhìn thấy ai. Nhìn về phía bom vừa nổ, anh chỉ có thấy một chiếc áo rách tơi nằm trên mặt đường 15. Nhưng anh vẫn tin
cô nữ vẫn im lìm. Anh kêu lên: "Các đồng chí ơi, A4 bị bom mùi hết rồi, ta đào đất nhanh lên nào, may ra còn cứu được ai chăng?" Những nhát cuốc, nhát xẻ liên tục đào xuống đất. Mọi người đào bới nhanh nhưng đều cẩn thận vì sợ không may cuốc vào đồng chí mình đó. Thế rồi anh chần chừ ngược nhát cuốc đầu tiên thì thấy ở cửa ngầm lộ ra một mái tóc màu đen. Mấy anh qua đất lên thì thấy Võ Thị Tần đang ngồi trong tư thế in máy bay. Chân anh Tần vẫn còn có đất ấm thả ra nhưng quả tim đã bầm đập, gương mặt tím ngắt. Các anh lần lượt ngã mũ, thế là hết. Võ Thị Tần ngồi ngay ngoài cửa ngầm còn vậy thì các đồng chí bên trong sống làm sao? Thế rồi họ lần lượt đến khóc, đưa các đồng chí đã hy sinh thành một hàng ngang trên bãi cỏ ven đường. Chỉ còn Hồ Thị Cúc là chưa tìm thấy. Anh em tiếp tục tìm kiếm chị. Sang ngày thứ hai vẫn không thấy chị đâu. Ngày thứ ba đồng đội lặng lẽ gọi hồn chị: "Cúc ơi, tiểu đội đã xếp một hàng ngang. Cúc tuổi trẻ là khát vọng và tương lai.